Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện được phát trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 160 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Lại nói, thân thể Kỷ Linh đã bước nửa bước vào cánh cửa thế giới thần, có tuyệt thế kiếm thuật, thần thông trích tinh thủ, hơn nữa còn có thần kiếm từ Quang Quỳnh, có thể so với đạo chi thần binh. Thực lực Kỷ Linh đã chạm tới cánh cửa thế giới thần. Là kiếm ư? Khi nhìn thấy Kỷ Linh xuất ra thần kiếm, Nguyên lão nhân liền cắn răng nói: "Ta có Hắc Liên bí thuật vô cùng cứng rắn, có thể khắc chế được đao và kiếm." Oanh! Chỉ thấy Kỷ Linh áo trắng cất bước, hắn đi thẳng về phía trước, thân thể của hắn tăng vọt cả vạn trượng. So sánh với Hắc Liên kia, hắn bắt đầu sử dụng thần kiếm từ Quang Quỳnh. "Nát cho ta!" Kỷ Linh giơ thần kiếm từ Quang Quỳnh lên cao, thần lực bành trướng rót vào trong thần kiếm, trải qua thần kiếm bổn nguyên chuyển hóa, làm cho uy năng của thần kiếm tăng vọt nhanh chóng. Chỉ thấy Kỷ Linh giơ thần kiếm từ Quang Quỳnh nguy nga lên phía trước, sau đó chém thẳng vào Hắc Liên, uy thế còn mãnh liệt hơn vừa rồi rất nhiều. "Trước kia ngươi sử dụng ba đầu sáu tay không phá được, một kiếm này..." Nguyên lão nhân liền cười lạnh, khống chế lấy Hắc Liên hộ thể. Bỗng nhiên nụ cười của hắn liền cứng lại. Ầm ầm ầm, kiếm xuất ra như thiên địa sụp đổ, hoa sen màu đen lọt vào trùng kích, trong nháy mắt liền cánh không được cố uy thế mãnh liệt này. Lập tức vô số cánh hoa vỡ vụn, cả hoa sen màu đen bắt đầu sụp đổ. "Là đạo chi thần binh ư?" Nguyên lão nhân nhìn chằm chằm vào thần kiếm từ Quang Quỳnh trong tay Kỷ Linh đang chém xuống. "Đây là đạo chi thần binh sao?" "Đúng rồi, nhất định là đạo chi thần binh, nếu không sẽ không mạnh như vậy." Pháp bảo binh khí cũng chia phẩm giai, trên hỗn độn thần binh chính là đạo chi thần binh. Đây là thế giới thần hỗn độn tiên nhân sử dụng, trong cả vạn tổ thần tổ tiên chỉ có một người may mắn đạt được một kiện đạo chi thần binh. Thực lực yếu, căn bản không có đạo chi thần binh. Kỷ Linh trước kia thực lực không đủ, chân thần, thần lực, thôi phát đạo chi thần binh quá yếu. Hắn cũng không có chút thu hút nào, ngay cả thứ tu đại ma thần Nguyên lão nhân cũng không nghĩ nó là đạo chi thần binh. Hiện tại thần lực của hắn tăng vọt, thôi phát uy năng càng ngày càng rõ ràng. Như tam tuyệt kiếm trận, chu tiên kiếm trận các loại, bằng vào kiếm trận có thể đột phá rất mạnh, miễn cưỡng gần như đạo chi thần binh. Đây chẳng qua là đệ nhất đẳng, so với đạo chi thần binh thì cách dùng này đã là sai lầm. Kỷ Linh đã thành nửa bước chân bước vào cánh cửa thế giới thần. Thần lực của hắn không ngừng thúc giục thần kiếm bổn nguyên, thần kiếm mới bắt đầu lộ ra phong mang. Thần binh như thế, cho dù là tổ thần tổ tiên đỉnh phong, có tư cách ngấp nghé đều điên cuồng mà cướp đoạt. Có thể có đạo chi thần binh, không ai không phải tồn tại tuyệt thế trong tầng lớp tổ thần tổ tiên. Không có đạo chi thần binh, Kỷ Linh cũng không tính là tổ thần đỉnh phong, tối đa chỉ mạnh hơn tâm ma chi chủ một chút, nhưng thuộc về cùng một cấp độ. Có đạo chi thần binh, hắn đặt tới cánh cửa thế giới thần. Chết đi! Phá vỡ Hắc Liên, Kỷ Linh khôi phục bộ dáng bình thường, hóa thành một đạo hắc sắc điện xà lao thẳng về phía Nguyên lão nhân. Giết được ngươi, đạo chi thần binh này chính là của ta. Nội tâm của Nguyên lão nhân sinh ra tham niệm. Liều thôi, ta không có đường lui về phía sau, chỉ có thể dựa vào tâm lực đánh cược một lần mà thôi. Lần này là quyết chiến cuối cùng, hắn cho tới bây giờ không dùng tâm lực đối phó với Kỷ Linh, bởi vì lần trước hắn ám toán Kỷ Linh, cảm giác được Kỷ Linh bảo hộ linh hồn phi thường lợi hại, hắn căn bản không cho rằng có thể sử dụng tâm lực đối phó được với Kỷ Linh. Huống chi thực lực của hắn bây giờ gần như sắp tiêu hao hết thần lực. Kỷ Linh có đạo chi thần binh, càng miễn cưỡng đặt tới cánh cửa thế giới thần, hoàn toàn nghiền áp được hắn. Hắn chỉ có thể dựa vào tâm lực đánh cược lần cuối cùng mà thôi. Chết đi! Kỷ Linh cầm thần kiếm chém xuống. Nguyên lão nhân khoanh chân ngồi đó, sáu tay bay ra ngăn cản Kỷ Linh. Kỷ Linh trực tiếp bổ ra một kiếm. Oanh! Nguyên lão nhân bị chấn động cho bay ngược về phía sau, bàn tay của hắn ẩn ẩn có chút đau đớn, từ đó hắn lại càng giật mình hơn. Kỷ Linh này bằng vào đạo chi thần binh, các phương diện khác không bàn tới, nhưng trên phương diện công kích đạt tới cánh cửa thế giới thần, mà thân thể của ta chỉ có thể so sánh với tiên thiên linh bảo cực phẩm mà thôi. Nếu như là thế giới thần chính thức, có thể dễ dàng đập nát tiên thiên linh bảo cực phẩm, mà Kỷ Linh hiện tại đã có lực phá hư tiên thiên linh bảo cực phẩm. Keng keng!
Bàn tay của Nguyên lão nhân lần lượt chặn đường Kỳ Linh. Tuy Kỳ Linh không chém đứt, nhưng chỉ cần hắn cẩn thận là có thể tránh được. Sao? Kỳ Linh nhìn sáu bàn tay của Nguyên lão nhân, giống như mộng như ảo, hiện tại còn chưa có sát tâm. Hắn lấy đại thể sinh linh tam giới lôi cuốn. Kỳ thực tâm của Kỳ Linh chưa từng không linh. Những năm qua hắn hiểu ra 98 khối bia đá kiếm pháp của Bắc Hưu thế giới thần lưu lại, nhưng không thể nhập môn vô danh kiếm thuật. Hiện tại đối mặt sáu cánh tay của Nguyên lão nhân như là ảo ảnh, rốt cuộc Kỳ Linh đã có cảm giác hiểu ra. Cảm giác rất kỳ lạ, dường như hư không chung quanh thành lãnh địa của mình. Trong hư không cũng ẩn ẩn có kiếm ý, vô số kiếm ý cộng minh với chính mình. Ta chính là thiên địa. Một loại cảm giác khống chế nội tâm sung túc, Kỳ Linh lập tức hiểu ra thức thứ nhất của vô danh kiếm pháp, tâm kiếm thức. Tâm kiếm thức cũng không làm cho uy năng của kiếm tăng lên, sẽ không làm tốc độ của kiếm tăng lên. Biểu hiện ra Kỳ Linh không có tăng lên cái gì, nhưng trên thực tế, chân lý của tâm kiếm thức chính là sử dụng kiếm, chính thức khống chế kiếm, trở thành chủ nhân của kiếm, làm cho mỗi kiếm của mình phát huy ra uy lực cực kỳ khủng bố. Lúc nào nên tán lực, lúc nào nên linh hoạt, lúc nào nên đón đỡ. Đây là cảm giác khống chế cực kỳ tự nhiên, sau khi thể ngộ với kiếm đạt tới cảnh giới nhất định mới có loại thể ngộ này. Tâm kiếm thiên địa. Kỳ Linh nhìn sáu bàn tay của Nguyên lão nhân giống như ảo ảnh, đạp trên hư không đi về phía trước và xuất kiếm. Xoẹt. Một kiếm đánh bay một trường. Lúc này năm bàn tay cũng xuất hiện sơ hở. Nếu như là trong quá khứ, Kỳ Linh căn bản không cách nào nhìn thấy sơ hở nhỏ như vậy. Nhưng bây giờ Kỳ Linh đã hoàn toàn khống chế thiên địa chung quanh, mỗi một tia sơ hở cũng khó tránh được hắn phát giác ra. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Liên tục ba kiếm, thậm chí Nguyên lão nhân còn chưa kịp phản ứng, kiếm quang của Kỳ Linh lúc này xuyên qua sáu bàn tay, chặn đường đâm vào thân thể của Nguyên lão nhân. Làm sao có thể như vậy? Nguyên lão nhân khó có thể tin, mặc dù là tổ thần bình thường, bằng vào vô danh kiếm thuật thức thứ nhất, tâm kiếm thức cũng đủ để so sánh với tổ thần đỉnh phong. Đây là một loại cảnh giới của kiếm. Đi. Đối mặt với một kiếm đâm tới, Nguyên lão nhân không có ngăn cản, hắn cũng không có biện pháp ngăn cản, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỳ Linh. Vù. Một đạo chấn động xâm nhập vào linh hồn của Kỳ Linh. Đó là một hạt giống màu xanh nhạt tiến vào trong thần thể Kỳ Linh. Nó muốn thẩm thấu vào trong hồn phách Kỳ Linh. Kỳ Linh cảm giác có uy hiếp trên hạt giống này. Ầm ầm. Tâm lực tỏa hồn thành nửa bước chân vào cánh cửa thế giới thần, cho nên hồn phách của hắn tăng trưởng cực nhanh. Cộng thêm vào đó, Bắc Hưu thế giới thần truyền lại tâm lực tỏa hồn bí thuật, cho nên chắc chắn như một tấm sắt. Hạt giống màu xám kiệt lực xâm nhập vào trong hồn phách của hắn. Nó va chạm một cái liền văng ra ngoài, ngay sau đó chấn động vỡ vụn. Phốc. Kiếm quang của Kỳ Linh không dừng lại chút nào, trực tiếp đâm thủng mi tâm của Nguyên lão nhân. Minh Nguyệt kiếm thuật, tích huyết thước. Kỳ Linh đâm ra một kiếm có tính xuyên thấu cực mạnh, Nguyên lão nhân có thần thông hộ thể cũng không thể ngăn cản, trực tiếp bị đâm thủng mi tâm. Rốt cuộc thần lực của Nguyên lão nhân cũng tiêu hao hầu như không còn. Thần kiếm bắn ra uy năng đáng sợ, một đám chân linh của Nguyên lão nhân cũng bị xoắn nát tán loạn. Nguyên lão nhân đã chết. Trong hư không vô cùng yên tĩnh, Nguyên lão nhân vẫn ngồi khoanh chân tại chỗ. Kỳ Linh đứng trước mặt hắn và thanh kiếm đâm vào mi tâm đối phương. Khí tức sinh mệnh của Nguyên lão nhân hoàn toàn tiêu tán, trên mặt hắn mang theo thần thái không cam lòng. Hiển nhiên đánh cược trên tâm lực một lần cuối cùng vẫn bị Kỳ Linh ngăn lại. Đây là việc hắn không cam lòng. Vạn ma chi chủ nhìn ra xa, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt. Hắn lẩm bẩm: Hoàn mộc, tam giới chúng ta thắng rồi. Trận doanh nữ oa, Bồ Đề đạo tổ, Di Lặc Phật tổ, Tôn Ngộ Không, Ngọc Đỉnh đạo nhân, Khoa Phụ và một đám đại năng giả khác nhìn ra xa. Bọn họ nhìn thật kỹ vì sợ mình hoa mắt. Chết rồi ư? Nguyên lão nhân đã chết rồi ư? Ngọc Đỉnh đạo nhân thì thào tự nói: Sư phụ, tam giới bảo trụ được rồi, chúng ta thắng rồi. Tôn Ngộ Không nói nhỏ: Sư huynh, các sư đệ, thắng rồi, các người biết không, chúng ta thắng rồi. Một ít đại năng giả không tự kìm hãm được, nước mắt đã chảy xuống. Thắng, tam giới chúng ta đã thắng. Ngay cả hóa thân của thứ tu đại ma thần đứng ở xa xa cũng nín thở nhìn sang. Cuối cùng nhìn thấy Kỳ Linh một kiếm đâm thủng mi tâm của Nguyên lão nhân, chờ khí tức sinh mệnh của Nguyên lão nhân hoàn toàn chôn vùi, hắn mới lẩm bẩm nói: Không nghĩ tới tâm thần tướng trong cửu thần tướng lại bại trong tay của một đám thổ dân. Những thổ dân này đã thắng rồi, thật sự đã thắng rồi, không thể tưởng tượng nổi, thực sự là không thể tưởng tượng. Phốc.
Kỳ Linh rút thần kiếm ra, nhìn thi thể Nguyên lão nhân ở trước mặt. Thần thể Nguyên lão nhân có thể so sánh với tiên thiên linh bảo cực phẩm, muốn hủy diệt thần thể của hắn không phải chuyện dễ dàng, cần Kỳ Linh toàn lực công kích mới có thể thành công. Kỳ Linh cũng lời phiền toái như vậy, đối với thi thể của dị tộc tội nghiệp ngập trời này, đến lúc đó trực tiếp dùng ngũ hành thần đỉnh cắn nát là được. Trong thi thể ẩn chứa rất nhiều ngũ hành chi tinh, thế nhưng Kỳ Linh đều vứt bỏ, bởi vì hắn ngại bẩn. Thực sự mà nói, Kỳ Linh có hận ý với Nguyên lão nhân quá lớn, bởi vì Nguyên lão nhân giết quá nhiều thân bằng hảo hữu của hắn, thậm chí đồng môn, các sư huynh đệ, thậm chí một ít đám đại năng giả. Thù hận này có dốc hết nước trong hỗn độn cũng không rửa sạch. Vù vù, Bồ Đề đạo tổ, Di Lặc Phật tổ, Ngọc Đỉnh đạo nhân, Khoa phụ và một đám đại năng lập tức chạy tới. Vô Gian môn, Vạn Ma chi chủ, Huyết Học ma tổ cũng đều tới gần. Hắn đã chết rồi. Bồ Đề đạo tổ nhìn chằm chằm vào thi thể của Nguyên lão nhân, trầm giọng nói: "Rốt cuộc dị tộc đã chết rồi. Đây là dị tộc đáng sợ nhất mà chúng ta gặp được." Vạn Ma chi chủ cũng thở dài nói: "Tam giới hạo kiếp rốt cục cũng đi qua." Trong mắt của A Di Đà Phật mang theo thương tâm. "Ồ, hạo kiếp qua đi ư?" Một giọng nói từ xa truyền tới: "Các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm." Một đám đại năng tam giới nhìn qua thi thể Nguyên lão nhân, hiện tại bọn họ quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Thứ Tu Đại Ma Thần từ xa bay tới. "Thứ Tu Đại Ma Thần ư?" Vạn Ma chi chủ nhíu mày nói: "Đây chỉ là hóa thân của hắn thôi." Đám người Kỳ Linh cũng nhìn ra đây chỉ là hóa thân mà thôi. "Thứ Tu, ngươi nói lời kia là có ý gì?" Vạn Ma chi chủ cao mày nói: "Chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì sao?" Trong mắt Kỳ Linh bắn ra sát cơ. Hóa thân của Thứ Tu Đại Ma Thần nhìn vào mắt Kỳ Linh và cười nói: "Thực lực Bắc Minh kiếm tiên là đáng sợ nhất trong tổ thần thổ tiên mà ta đã gặp được, ta làm sao lại có ý nghĩ khác được chứ?" "Vậy vì sao ngươi nói hạo kiếp còn chưa kết thúc vậy?" Kỳ Linh cau mày nói: "Ta cũng không nói như thế, ta nói các ngươi đừng cao hứng quá sớm mà thôi." Hóa thân của Thứ Tu Đại Ma Thần cảm thán: "Nói thật các ngươi phải cảm tạ ta. Ta thực sự nhìn thấy một đám thổ dân các ngươi đồng tâm hiệp lực, tân tân khổ khổ giành lại được tam giới, nên đồng tình với các ngươi. Hơn nữa ta nhìn tâm thần tướng kia không thuận mắt, cho nên ta đến nói với các ngươi vài câu." "Sao? Tâm thần tướng ư?" Đám người Kỳ Linh nghe xong vẫn nghi hoặc. "Nguyên lão nhân kia la lịch phi phàm." Hóa thân của Thứ Tu Đại Ma Thần nói: "Hắn ta là một trong cửu đại thần tướng dưới trướng Hắc Liên Thần Đế, uy danh hiển hách trong Đại Mạc Vực, mà Hắc Liên Thần Đế chính là thế giới thần. Cửu thần tướng là 9 tên bộ hạ đắc lực nhất của hắn ta, đều là nhân vật tuyệt đỉnh trong tổ thần tổ tiên. Trong cả vạn tổ thần tổ tiên khó tìm được một người, mỗi một người còn mạnh hơn cả Tâm Ma chi chủ và Nguyên lão nhân, bọn họ chính là cửu thần tướng." Đám người Kỳ Linh nghe xong liền cau mày. Đại Mạc Vực cư cách tam giới tương đối gần, xuyên qua vòng xoáy thông đạo sẽ tiến vào lãnh thổ quốc gia gọi là Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới, mà thống lĩnh quốc gia rộng lớn này chính là Đại Mạc Vực. Hắn càng lợi hại thì cũng đã chết rồi. Kỳ Linh nói: "Không, không." Thứ Tu Đại Ma Thần nói: "Ta thấy tam giới của các ngươi bước vào thời đại mới, mà tâm thần tướng đã tới từ thời kỳ thượng cổ. Điểm kỳ quái là thời điểm ta đi qua Đại Mạc Vực vào trong tam giới đã từng nhìn thấy tâm thần tướng này." "Sao? Trước khi vào tam giới, ngươi nhìn thấy tâm thần tướng đang ở Đại Mạc Vực sao?" Đám người Kỳ Linh biến sắc. Nguyên lão nhân tới đây là từ thời thượng cổ. Hơn nữa Thứ Tu nói thẳng hắn nhìn thấy tâm thần tướng trước khi vào tam giới ư? "Đúng vậy." Thứ Tu Đại Ma Thần gật đầu nói: "Chắc hẳn các ngươi cũng đoán ra tâm thần tướng từng bước từ phàm tục phát triển cho tới bây giờ chính là nguyên thần thứ hai của hắn ta. Bản tôn của hắn vẫn ở dưới trướng Hắc Liên Thần Đế, phần lớn thời gian ở nơi này chính là nguyên thần thứ hai của hắn, cho nên ta đoán Nguyên lão nhân vừa chết đi là nguyên thần thứ hai của tâm thần tướng mà thôi." "Sao? Cái gì? Hắn còn có bản tôn sao? Đáng chết mà." Đám đại năng giả tam giới nghe xong liền tức giận. "Thì nhưng những tôi tớ bị hắn khống chế linh hồn vì cái gì đều chết cả vậy?" Kỳ Linh chỉ vào vô số thi thể đại năng đang nằm trôi nổi ở nơi xa xa. Khi Nguyên lão nhân chết đi, những tôi tớ này cũng vẫn lạc trong vô thanh vô tức. "Nếu như hắn có bản tôn, linh hồn bản tôn và đệ nhị nguyên thần là giống nhau, cũng có thể điều khiển đám tôi tớ này. Nguyên thần thứ hai chết đi, đám tôi tớ này chưa chắc đã phải chết."
Người nói đúng lắm. Hóa thân thứ tu đại ma thần cảm thán nói, dựa theo lẽ thường, sau khi người lão nhân chết đi thì đám tôi tớ này sẽ tiến hành công kích các người, công kích không tiếc bất cứ giá nào. Thế nhưng hắn tại sao không có làm như vậy? Trước khi hắn chết, chỉ cần một ý niệm đã giết tất cả đám người kia rồi. Hóa thân thứ tu đại ma thần mỉm cười nói, bởi vì hắn không muốn các ngươi đoán được hắn còn có bản tôn. Sao? Hắn không muốn chúng ta biết ư? Đại năng tam giới sau khi nghe xong liền hiểu ra. Hóa thân thứ tu đại ma thần nhìn Kỳ Linh cảm thán nói, Bắc Minh kiếm tiên, tâm thần tướng sợ ngươi rồi đấy. Sợ ư? Kỳ Linh nhíu mày. Đúng, hắn ta sợ. Thứ tu đại ma thần tiếp tục nói, lần này bởi vì nguyên lão nhân, tam giới hy sinh quá lớn rồi. Ta tin tưởng các ngươi đều hận không thể ăn tươi nuốt sống nguyên lão nhân, uống cạn máu của hắn. Nếu như các ngươi biết rõ hắn còn có bản tôn, rất có thể sẽ tiến vào đại mạc vực báo thù. Trong một thế giới hỗn độn, không có người chỉ điểm đều có thể tu luyện tới một bước này. Đặc biệt là Bắc Minh kiếm tiên ngươi, thực lực của ngươi hiện tại mạnh như thế. Đặc biệt một kiếm cuối cùng của ngươi có cảnh giới rất cao, trong tổ thần tổ tiên khó tìm ra đối thủ. Tâm thần tướng sợ bản thân hắn không phải đối thủ của ngươi. Hơn nữa, ngươi chỉ tu luyện ngàn năm mà thôi, dùng tiềm lực của ngươi hoàn toàn có thể thành thế giới thần. Tương lai ngươi đi tìm hắn báo thù, ngươi nói tâm thần tướng có khiếp đảm và sợ hãi hay không đây? Hóa thân của thứ tu đại ma thần cười nói, nếu ngươi vẫn chỉ có thực lực hiện tại, hắn là thủ hạ của Hắc Liên thần đế liền không sợ ngươi. Ngươi phát triển quá nhanh, hắn cũng sợ, cho nên sau khi hắn chết đi cũng diệt luôn linh hồn của các tôi tớ, giả bộ như chết chân chính, mê hoặc lòng người. Kỳ Linh gật đầu, đúng vậy, cho dù đám tôi tớ điên cuồng công kích cũng không có tác dụng, thực lực Kỳ Linh bây giờ có thể chém giết dễ dàng, hắn ngụy trang cũng là vô dụng. Nên nói, ta cũng đã nói rồi. Hóa thân thứ tu đại ma thần cười lớn nói, không cần cảm tạ ta đâu, tâm thần tướng là đại nhân vật, cho nên vốn xem thường chúng ta. Có thể phá hư chuyện tốt của hắn làm cho ta thật vui vẻ. Nói xong, hóa thân của hắn liền biến mất. Ở điểm cuối của tam giới xa xa có một tòa thành lũy màu vàng lợt đang lơ lửng bên trong thành lũy. Tâm thần tướng ngư, người muốn giải quyết một hậu hoạn sao? Đáng tiếc à, ta giúp ngươi một chút vậy. Thứ tu đại ma thần cười lạnh, trước kia nguyên lão nhân ngụy trang rất tốt, đám người Kỳ Linh không nghĩ tới nguyên lão nhân còn có bản tôn ở bên ngoài, càng không biết nguyên lão nhân có thân phận chân chính là gì, đúng là rất khó để đi báo thù. Nhưng bây giờ thứ tu đại ma thần đã nói tất cả cho đám Kỳ Linh biết. Chủ nhân, người nói Kỳ Linh sẽ đi giết tâm thần tướng sao? Đao Tôn giật mình nói, Kỳ Linh có lợi hại như vậy sao? Vô cùng lợi hại. Thứ tu đại ma thần nhớ lại thời khắc cuối cùng, Kỳ Linh sử dụng một kiếm vô cùng đơn giản phá giải trường pháp của nguyên lão nhân. Tâm kiếm thức đáng sợ làm cho thứ tu đại ma thần phải kiêng kỵ. Tâm kiếm thức nó vốn là một loại kỹ xảo, mà Kỳ Linh lại là nửa bước chân bước vào cánh cửa thế giới thần, thực lực bản thân mạnh tới đáng sợ, càng cường đại kết hợp lẫn nhau, hơn nữa còn có một thanh đạo chi thần binh. Trong vô tận năm tháng, ta nhìn thấy tổ thần tổ tiên thì hắn xếp trước ba. Thứ tu đại ma thần nói khẽ, sở dĩ nói như vậy là vì Kỳ Linh cuối cùng thể hiện ra kiếm thuật quá khủng bố. Nếu như chỉ ỷ vào thần thông, ỷ vào đạo chi thần binh, cũng chỉ có thể là một thế hệ cường đại mà thôi. Tâm kiếm thức giúp Kỳ Linh phát huy thực lực, lực lượng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lợi hại như vậy sao? Đao Tôn khiếp sợ nói. Nói đùa ư, thứ tu đại ma thần sống đã bao lâu đây? So sánh với kiểu thần tướng còn dài hơn cả trăm lần. Hắn lại nói Kỳ Linh có thể xếp phía trước vị trí thứ ba ư? Đi thôi, có thể kiến thức hai đại nhân vật như thế chém giết nhau, đây đã là vinh hạnh rồi. Thứ tu đại ma thần không có tâm tư ngấp nghé tam giới nữa, lập tức cho thành lũy màu vàng tiến vào trong hỗn độn vô tận. Hắn lại bắt đầu cuộc đời phiêu bạt hỗn độn. Kỳ Linh nghe hóa thân thứ tu đại ma thần nói thế liền có cảm giác thứ tu đại ma thần không có nói dối, bởi vì lúc trước nguyên lão nhân đã từng nói với thứ tu đại ma thần một câu quỷ dị. Thứ tu, còn nhớ một đóa hắc liên không? Lúc ấy thứ tu đại ma thần nghe xong liền sợ hãi bỏ chạy ra xa. Hơn nữa, nguyên lão nhân thi triển hắc liên bí thuật vô cùng lợi hại. Nguyên lão nhân ư, tâm thần tướng sao? Kỳ Linh đã nổi sát tâm, chính mình sẽ đi vào hỗn độn vô tận. Suy đoán từ mọi phương diện, nguyên lão nhân có 8 phần có thể là tâm thần tướng. Chờ mình đi vào đại mạc vực, cẩn thận xác nhận một phen. Dù sao,
như Hắc Liên bí thuật là bí thuật lợi hại như thế, chắc chắn là một bí thuật có danh tiếng lớn, cũng không phải ai cũng có thể học được. Bắc Minh, Vô Gian Môn chúng ta có thể tái nhập tam giới không? Vạn Ma Chi Chủ mở miệng nói. Đại năng giả của Nữ Hoa Trận Doanh lúc này nhìn sang, sắc mặt đều biến hóa. Bồ Đề, Di Lặc Phật Tổ, Ngọc Đỉnh Đạo Nhân, Khoa Phụ, Tôn Ngộ Không đều có chút do dự. Bọn họ muốn cự tuyệt, nhưng trước kia còn liên thủ đối kháng với Nguyên Lão Nhân, đặc biệt là Hoàn Mộc Chi Chủ, không chút do dự trả giá tính mạng. Đối với Hoàn Mộc, Nữ Hoa Trận Doanh bên này có nhiều người có giao tình với hắn. Bồ Đề và cả Tam Thanh, Như Lai đã hy sinh đều có quan hệ tốt với Hoàn Mộc Chi Chủ. Hiện tại Hoàn Mộc Chi Chủ đã chết, nếu đuổi Vô Gian Môn đi thì thật không tốt. Thế nhưng bọn họ tin tưởng Vạn Ma Chi Chủ không phải là loại người có tính tình hiếu chiến. Thế nhưng tương lai thì sao đây? Tương lai Vô Gian Môn đản sinh ra người đứng đầu mới, ai biết sẽ có tình huống như thế nào đây? Vô Gian Môn chính là mối họa trong tam giới, nói không chừng tương lai còn diễn ra chiến tranh đây. Bác Minh, theo ngươi thì sao? Di Lặc Phật Tổ mở miệng nói. Các đại năng khác đều nhìn sang phía Kỳ Linh. Thực lực Kỳ Linh hôm nay đã là đệ nhất tam giới, không cần tranh luận. Giống như Nữ Hoa Nương Nương lúc trước có được thực lực quét ngang tất cả, tự nhiên rất nhiều chuyện đều có quyền nói chuyện rất lớn. Có thể tái nhập tam giới. Kỳ Linh gật đầu. Sao? Cái gì? Đám người Bồ Đề đều ngạc nhiên nhìn Kỳ Linh. Đám người Vạn Ma Chi Chủ mừng rỡ vạn phần. Như Vạn Ma Chi Chủ, nếu một mình hắn lang bạt trong hỗn độn thì thôi đi, nhưng những đại năng giả yếu hơn và cả thiên thần chân tiên đi cùng, bọn họ quá yếu ớt trong hỗn độn, hơn nữa giữa đường nguy cơ trùng trùng, làm sao an toàn bằng sinh hoạt trong tam giới được. Thế nhưng cần phải lập lời thề bổn mạng. Kỷ Linh khẽ đảo tay cầm một viên tinh cầu ngọc bích. Sao, lời thề bổn mạng ư? Đại năng hai phe trận doanh lúc này nhìn sang tinh cầu ngọc bích trong tay Kỷ Linh. Đây là thệ ngôn thạch sao? Vạn Ma Chi Chủ kinh ngạc nói. Kỳ Linh gật đầu. Tai họa ngầm của tam giới phải được giải quyết thôi. Vạn Ma Chi Chủ cười. Vì sao trong các thế lực hỗn độn vô tận lại đoàn kết như thế? Dựa vào chính là lời thề bổn mạng. Dù sao trung thành tín niệm theo thời gian trôi qua sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Chỉ có lời thề bổn mạng trói buộc mới có thể đoàn kết mọi người lại được. Trong hư không, trước thi thể của Nguyên Lão Nhân, đại năng giả của hai phe trận doanh định ra lời thề tam giới. Sau khi lập lời thề bổn mạng, hào khí của hai trận doanh cũng hỏa hoãn hơn rất nhiều. Kỷ Linh, Bồ Đề chỉ vào vô số thi thể đại năng đang trôi nổi trên hư không. Cũng không thể để thi thể của bọn họ phiêu phủ tại nơi đây được. Dạ vâng. Kỷ Linh gật đầu. Ta xem, thánh hỏa tới đi. Bồ Đề quay sang nhìn thánh hỏa đạo tổ. Hỏa táng đi, để bọn họ được nghỉ ngơi, không thể bị quấy rầy. Ngươi cảm thấy thế nào? Được thôi. Vạn Ma Chi Chủ nhẹ nhàng gật đầu. Thi thể các đại năng không thể mai táng thì e rằng tương lai sẽ bị khinh nhờn, thậm chí cầm đi luyện chế pháp bảo, cũng giống như dị tộc La Hầu ngày trước. Chính bọn họ thậm chí phân thi thể La Hầu ra luyện chế pháp bảo. Thánh Hỏa Đạo Tổ gật đầu, hắn điểm một cái vào nơi xa. Vù, hỏa diễm màu trắng bay ra, chính là Thánh Hỏa Đạo Tổ ngộ ra thánh hỏa. Nó còn mạnh hơn Tam Muội Chân Hỏa rất nhiều, tuy còn kém Thái Dương Kim Diễm, Trúc Dung Thần Hỏa, Bất Diệt Lưng Hỏa một chút. Những thi thể này không thể sánh bằng Tiên Thiên Linh Bảo cực phẩm, cho nên không thể ngăn cản thánh hỏa. Vô số cỗ thân thể thần tiên đều bốc cháy trong hỏa diễm. Kỷ Linh, Bồ Đề, Vạn Ma yên lặng nhìn xem. Hiện tại nội tâm bọn họ vô cùng đau thương, bởi vì lần này chết rất nhiều hảo hữu. Sinh tử chính là luân hồi, Bồ Đề nói khẽ. Tuy bọn họ chết đi, nhưng cả tam giới vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên bọn họ. Nhân tộc thượng cổ, Tam Hoàng, Toại Nhân Thị, Phục Khí Thị và Thần Đông Thị. Vạn Ma Chi Chủ gật đầu. Rồi Như Lai, Tam Thanh, Hoàn Mộc, Giác Minh, Cộng Công, Ma Thủ. Bọn họ sẽ thành truyền thuyết, sẽ bị nhân tộc, bị đạo môn, Phật môn và Vô Gian Môn và nhiều sinh linh truyền sướng trong tam giới. Kỷ Linh cũng nhẹ nhàng gật đầu. Bọn họ là thủy tổ, bọn họ là thần tiên khai thiên tích địa. Mặc kệ tương lai nhân tộc như thế nào, thậm chí tam giới này có bị phá diệt diễn biến thành thế giới hỗn độn khác hay không, thậm chí qua hàng trăm hỗn độn kỷ nguyên, chỉ cần nhân tộc vẫn tồn tại, như vậy nhân tộc sẽ vĩnh viễn không quên những người đã chiến đấu ngã xuống vì hậu nhân. Mặc dù chết nhưng sẽ vẫn sống mãi thôi. Kỷ Linh sánh vai chiến đấu với bọn họ càng đau lòng và không nỡ bỏ qua.
Nếu như tương lai vượt qua 100 hỗn độn kỷ nguyên, 1000 hỗn độn kỷ nguyên, thời gian vô tận sau đó, nếu ta có thể đạt tới đỉnh phong trong con đường tu hành, có thể làm cho bọn họ chết đi mà phục sinh, ta nhất định sẽ phục sinh bọn họ. Từ đó mọi người có thể cười nói uống rượu với nhau rồi. Nội tâm Kỷ Ninh nói thầm, hắn ra đi tìm Thiên Thương Cung là vì lời thề bổn mạng. Hắn biết mình còn khát vọng xa hơn. Hắn muốn những chân linh chết đi có thể phục sinh, như vậy sẽ không còn tiếc nuối gì cả. Những người chết đi đều có thể sống lại, nhưng Kỷ Linh đều phải có được đại thần thông. Khẳng định đường xá vô cùng gian nan, cho nên hắn càng phải quyết tâm hơn. Mặc kệ dài đằng đẵng bao nhiêu khó khăn cũng phải tiến lên. Sau khi trải qua chiến dịch, đại năng trong tam giới, thiên thần chân tiên tổn thất vô cùng thảm trọng, nguyên khí đại thương, ngay cả thiên đình cũng bị phá thành mảnh nhỏ. Vì vậy, đám đại năng và Kỷ Linh cùng lập lại thiên đình, xây dựng âm phủ địa phủ, lại kiến tạo lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi do Kỷ Linh làm chủ, Bồ Đề làm phụ đến để kiến tạo. Bởi vì lục đạo luân hồi liên quan tới thời không, Kỷ Linh có thần lực ngập trời đứng đầu trong tam giới, pháp lực tinh thuần đệ nhất tam giới, vẫn cần Bồ Đề hỗ trợ. Hao phí thời gian hơn 3 năm mới xây dựng xong lục đạo luân hồi, tam giới hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Từ nay về sau, tu tiên sẽ lựa chọn đệ tử cẩn thận hơn, đạo không dễ truyền. Bởi vì lần hạo kiếp này chết quá nhiều thiên thần chân tiên, cho nên gánh nặng của tam giới nhẹ đi. Nếu như tam giới vẫn điên cuồng tu tiên giống như lúc trước, sợ về sau sẽ lại sinh ra nhiều thiên thần chân tiên, cho nên phải giảm tu tiên, tuyệt đối không thể dễ dàng tu tiên, cần lập thêm nhiều hiểm quan. Sau khi đại năng tam giới ra lệnh, cả tam giới cũng bắt đầu biến hóa. Từ nay về sau, đại phái tu tiên phải đặt trên núi cao hiểm địa, bộ tộc tu tiên không dễ thu người, muốn tu luyện sẽ khó hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, cần người có nghị lực và tâm tính mới có thể tu tiên. Hạo kiếp cuối cùng đã qua được 300 năm. Tam giới biến hóa. Một lão giả mặc đạo bào và thanh niên áo trắng đứng trên đám mây nhìn xuống phía dưới. Lão giả mặc đạo bào cảm khái nói: "Hào khí cả tam giới tường hòa, bởi vì tu tiên càng khó, cho nên tranh đấu của phàm tục tầng dưới chót ấy ít có tu tiên giả lẫn nhau. Tối đa tu sĩ tử phú lăn lộn vào trong đó mà thôi. Tu tiên giả ít đi, tranh đoạt thiên tài địa bảo cũng ít đi. Tu tiên giả tranh đấu không như trong quá khứ nữa rồi." Kỷ Linh gật đầu, cả tam giới đã mở ra khúc nhạc hoàn toàn mới. "Ngươi phải rời khỏi tam giới sao?" Bồ Đề nhìn Kỷ Linh. "Nhất định phải rời đi." Kỷ Linh gật đầu. "Ta cũng không có biện pháp nào." Bồ Đề nghe hiểu, hắn hiểu Kỷ Linh có nỗi khổ tâm. "Vậy tam giới thì sao? Con gái của ngươi thì sao đây?" Kỷ Linh liền nói: "Ta sẽ mở phủ đệ trong hỗn độn gần tam giới. Nguyên thần thứ hai của ta sẽ lưu lại nơi đó, cũng có thể thủ hộ tam giới lâu dài. Bản tôn của ta sẽ theo vòng xoáy thông đạo rời đi. Ta sẽ đi Đại Mạc vực trước, mặc kệ như thế nào. Tâm thần tướng là mối họa của chúng ta. Có cơ hội ta sẽ cùng đi diệt hắn." Bồ Đề lộ ra vẻ vui mừng. Tới cảnh giới của Kỷ Linh đi ra ngoài lưu lạc là bình thường. Năm đó nữ hoa nương nương bởi vì sinh ra là tổ thần, cho nên không có nguyên thần thứ hai. Kỷ Linh là phàm tục tu luyện tới bây giờ, tuy đi ra ngoài là bản tôn của hắn, nhưng nguyên thần thứ hai vẫn còn lưu lại tại đây. "Nguyên thần thứ hai của ngươi thực lực thế nào rồi?" Bồ Đề hỏi. "Có nguyên thần thứ hai ở đây, đối thủ tầng thứ ngươi lão nhân sẽ không sợ nữa." Kỷ Linh nói. "Nguyên thần thứ hai yếu hơn bản tôn một chút, nhưng cũng là tổ tiên nhất đẳng, đặc biệt thi triển tâm kiếm thức, hoàn toàn có chiến lực tổ thần đỉnh phong." Bồ Đề nhìn xuống phía dưới rồi cười nói: "Xem con gái của ngươi đang làm gì kìa." Kỷ Linh quan sát phía dưới, ánh mắt xuyên qua hư không, nhìn thấy Minh Nguyệt đang đùa giỡn với thư sinh. Tính cách Minh Nguyệt rất quái gở, giả bộ như đại tiểu thư thế gia bình thường, mang theo nha hoàn, cố ý đùa giỡn thư sinh thế gian. Kỷ Linh cười, nhìn thấy con gái có thể tự do tự tại trong tam giới, sinh hoạt trong khoái hoạt, vô ưu vô lự, Kỷ Linh cũng thỏa mãn. Lúc trước ép con gái ở lại Tà Nguyệt đại thế giới, thậm chí chiến bại còn phải lang thang trong hỗn độn, đó mới là thứ Kỷ Linh không muốn nhìn thấy. "Nàng ta sống tốt là đủ rồi." Kỷ Linh mỉm cười. Trong hỗn độn có một tòa tiên phủ to vài dặm, bên trong có suối chảy róc rách, hoa cỏ khắp nơi. Minh Nguyệt ôm cánh tay Kỷ Linh, tò mò nhìn xung quanh và hỏi: "Phụ thân à, sau này sẽ ở chỗ này lâu dài, không về tam giới nữa sao?" Kỷ Linh cười gật đầu nói: "Ta sẽ bế quan tĩnh tu một thời gian rất dài, không về tam giới nữa." Để ngăn mình lập lời thề bản mạng,
Nếu trở thành tổ thần thì trong vòng ngàn năm phải rời khỏi tam giới. Đã tuyên bố lời thề bản mạng đó thì hồn phách của Kỳ Linh sẽ bị lời thề trói buộc. Không chỉ bản tôn, nguyên thần thứ hai cũng bị ràng buộc. Nên dù Kỳ Linh, nguyên thần thứ hai muốn trấn thủ tam giới cũng không thể sống trong này được, chỉ được ở trong hỗn độn gần gũi tam giới. Trừ phi hoàn thành lời thề bản mạng đưa tin tới Thiên Thương Cung mới không bị trói buộc. Minh Nguyệt hưng phấn nói: Vậy cũng tốt, sau này Hải Nhi sẽ thường xuyên đến đây. Đây cũng là lần đầu tiên Hải Nhi vào hỗn độn. Phụ thân à, Hải Nhi muốn đi chỗ khác xem được không? Kỳ Linh đồng ý. Đi đi. Công tử. Thu Diệp Bạch Thúc đi theo bên cạnh, hiểu rất rõ về Kỳ Linh. Họ biết dù bế quan cũng không bắt buộc phải ở trong hỗn độn. Bạch Thúc hỏi: Linh Nhi à, có phải ngươi có chuyện gì giấu giếm chúng ta không? Thu Diệp cũng nhìn Kỳ Linh. Kỳ Linh gật đầu thừa nhận: Có chút chuyện ta phải làm. Nhưng mấy năm nay ta bận phục hồi nguyên thần thứ hai. Giờ nguyên thần thứ hai đã ổn định, những việc khác cũng ổn thỏa, ta nên đi làm việc đó rồi. Yên tâm, nguyên thần thứ hai của ta sẽ luôn ở đây. Bản tôn có một phân thân đặt trong thế giới lao ngục, nguyên thần thứ hai có một phân thân lúc trước đặt ở tà nguyệt đại thế giới. Nguyên thần thứ hai tự bạo trong đại chiến, dù là tổ tiên muốn dựa vào hỗn độ linh dịch lập tức phục hồi cũng cần số lượng không đếm xuể, đành phải từ từ tu luyện lại. Kỳ Linh đã hiểu được thủy hành thiên đạo có một phần cảm ngộ với hỗn độn thiên đạo, có thể hấp thu lực lượng từ trong hỗn độn, từng giây từng phút điên cuồng hấp thu lực lượng hỗn độn nên tốc độ tu luyện lại rất nhanh. Bản tôn thần ma kiêm tu luyện khí cần vạn năm phục hồi, nguyên thần thứ hai chỉ luyện khí phục hồi hơn 3000 năm là được. Nhờ Khuy Thiên Thái Hạo Tháp nên Kỳ Linh có thể thoải mái giữ tốc độ thời gian gấp 20 lần, nên nguyên thần thứ hai đã phục hồi từ lâu, lại phải sắp xếp ổn thỏa việc tam giới nên kéo dài đến tận bây giờ. Công tử. Thu Diệp lo lắng nói: Để ta đưa công tử đi. Kỳ Linh lắc đầu nói: Không cần đâu. Đùa ư, chỉ tính việc từ tam giới đi đến vòng xoáy không gian Đại Mặc Vực đã rất nguy hiểm, không ai biết dọc đường sẽ gặp những thứ gì, Thu Diệp không đáng đi theo hắn để mạo hiểm. Mở mang ra tiên phủ trong hỗn độn, Kỳ Linh mời một số bằng hữu đến, như sư đệ Mộc Tử Sóc, Đồ Nhi Thanh Nhai Tiểu Vũ, sư huynh Tôn Ngộ Không, Tế Điên đều đến xem. Lữ Động Tân, Khoa Phụ cũng tới. Tất cả biết sau này muốn gặp Kỳ Linh sẽ phải đến hỗn độn tiên phủ này. Bồ Đề Lão Tổ nhìn Kỳ Linh nói: Đồ Nhi, trong hỗn độn cường giả nhiều như mây, tam giới chúng ta chỉ là nơi nhỏ, đi đường nên cẩn thận. Kỳ Linh gật đầu: Xin sư phụ yên tâm. Hôm nay là ngày Kỳ Linh xuất phát, hắn không nói cho ai biết trừ sư phụ Bồ Đề. Bồ Đề lại nhẹ giọng nói: Năm xưa nữ oa nương nương rời đi, không có còn trở về nữa, đã bật vô âm tín rồi. Ngươi phải hết sức thận trọng, và nếu có dịp gặp nữ oa nương nương, nhớ báo cho ta biết ngay. Kỳ Linh gật đầu: Đệ tử đã hiểu. Nguyên thần thứ hai ở lại hỗn độn tiên phủ trấn thủ tam giới. Bản tôn và nguyên thần thứ hai có ký ức liên thông nhau, bản tôn đi ra ngoài gặp chuyện gì nguyên thần thứ hai cũng biết được. Bồ Đề gật đầu nói: Đi đi. Vèo. Giữa không trung xuất hiện một chiếc phi chu màu xanh sậm. Kỳ Linh ngồi vào trong, vèo một tiếng, hư không gợn sóng lăn tăn, phi chu đã xuyên qua hư không rời đi. Bồ Đề nhìn theo Kỳ Linh rời đi, thầm mong chờ. Phải cẩn thận. Lâu thật lâu trước kia, nữ oa nương nương rời khỏi tam giới, bây giờ Kỳ Linh cũng rời khỏi tam giới. Cả hai đều là tồn tại đứng trên đỉnh của tam giới. Phi chu màu xanh đen nhiều lần xuyên qua hư không, không ngừng đi tới. Không gian bên trong phi chu không lớn, Kỳ Linh ngồi xếp bằng, mắt xuyên qua phi chu nhìn hỗn độn bên ngoài. Kỳ Linh nhẹ lắc đầu nói: Một mình rời khỏi tam giới đi trong hỗn độn, đáng tiếc cho đến nay ta còn chưa phá mở xiềng xích trong thế giới lao ngục. Trong thế giới lao ngục bắt nhốt nhiều tù phạm, có cả tù phạm tổ thần tổ tiên. Khi nào đến thế giới thần hoặc hỗn độn tiên nhân mới phá mở xiềng xích được, hay phá luôn thế giới lao ngục? Hiện tại Kỳ Linh khá mạnh, nhưng hắn ỉ vào thần kiếm từ Quang Quỳnh dốc hết sức cũng chỉ để lại vết thương trên xiềng xích mà thôi. Vết thương đó sẽ tự động khép lại, còn kém khá xa mới đến mức chặt đứt xiềng xích được. Ngẫm lại cũng đúng, năm xưa Cửu Phương quốc chủ sắp đặt người trông coi trong thế giới lao ngục là vì cái gì đây? Vì giám thị, nếu xuất hiện tồn tại thế giới thần sẽ cảnh báo lên trên ngay. Tức là dù thành thế giới cảnh, để chặt đứt xiềng xích phá mở thế giới lao ngục cũng cần thời gian dài. Khoảng thời gian này đủ để Cửu Phương quốc chủ chạy tới nơi, không thì đặt ra người trông coi chẳng có ý nghĩa gì cả. Thực lực của Kỳ Linh mới đến ngưỡng cửa thế giới thần,
chỉ miễn cưỡng để lại vết chảy trên xiềng xích. Kỳ Linh thầm gật đầu, những tổ thần tổ tiên này có chút của cái. Như chiếc phi chu Kỳ Linh đang điều khiển là kỳ bảo hỗn độn cực phẩm phi tiệm thần mộc chu. Đám tù phạm trong thế giới lao ngục bao gồm mấy người giã cầu tổ thần bị Kỳ Linh chấn lột hết. Giã cầu tổ thần tung hoành cũng chỉ miễn cưỡng ở trình độ đỉnh của tổ thần mà thôi. Kỳ Linh dựa vào tâm kiếm thức, hắn không cần dùng thần kiếm từ Quang Quỳnh cũng dễ dàng đánh bại bọn họ. Kỳ Linh cũng không nghĩ nhiều nữa, nếu ta chặt đứt xiềng xích được cũng sẽ có thêm một ít phụ tá. Kỳ Linh liền động ý niệm, các viên tinh kim châu quay quanh hắn, 3600 viên tinh kim châu như những vì sao rực rỡ. Từ trận đại chiến hiểu được tâm kiếm thức, trong 300 năm tĩnh lặng cảnh giới của Kỳ Linh tăng lên vùn vụt, cảm ngộ với hỗn độn, không gian, thủy, lôi điện, kiếm. Ngay cả 9 tầng cấm chế hỗn độn, Kỳ Linh cũng đã hiểu ra tầng thứ 8, ngang ngửa với nữ oa nương nương khi chưa thành thế giới thần. Ta cứ cảm thấy tầng thứ 9 nếu hiểu ra sẽ có thay đổi đặc biệt. Kỳ Linh cảm giác các tầng cảm ngộ trước đó là tích lũy về lượng, khi đã hiểu hết 9 tầng cấm chế, 9 tầng sẽ hợp nhất hoàn mỹ, đó là biến đổi về chất, Kỳ Linh rất mong chờ. Kỳ Linh điều khiển phi tiệm thần mộc chu đi trong hỗn độn hơn nửa tháng, rốt cuộc đến vòng xoáy không gian được đánh dấu ở trên bản đồ. Kỳ Linh ở trong phi chu nhìn về phía trước, đây là đường hầm vòng xoáy không gian nữa. Phía trước có vòng xoáy siêu to, vòng xoáy xé nát hỗn độn, từng vòng xoáy làm cho Kỳ Linh cảm nhận nặng nề và sợ hãi. Đường hầm vòng xoáy nguy hiểm nhất nữa. Trong ghi chép của những dị tộc từ bên ngoài may mắn sống sót đi vào tam giới đã ghi tỉ mỉ mức độ nguy hiểm của đường hầm vòng xoáy này. Mặc kệ ra sao, ta không còn đường khác để đi, xông lên thôi. Thần lực hoàn toàn rót vào phi tiệm thần mộc chu, chiếc thuyền như biến thành kiếm. Hắn khống chế phi chu như đang điều khiển thần kiếm. Vèo một tiếng, phi tiệm thần chu mộc khựng lại dây lát rồi chui vào vòng xoáy. Vù vù vù, lực kéo cực mạnh của vòng xoáy như nút chừng phi tiệm thần chu mộc. Kỳ Linh điều khiển chiếc thuyền bay xuôi theo lực kéo của vòng xoáy, cố gắng giảm bớt sức kéo. Kỳ Linh là kiếm tiên siêu đẳng thực sự, về mặt khống chế lực lượng, giảm bớt sức mạnh, hắn đã đến cảnh giới không tưởng được. Vèo, vòng xoáy có lực kéo cực kỳ đáng sợ, nhưng phi tiệm thần mộc chu xoay tròn dễ dàng bay vào trong vòng xoáy không gian, không mang đến chút rắc rối nào cho Kỳ Linh cả. Kỳ Linh thì thào, hy vọng có thể bình yên đi qua đường hầm vòng xoáy đến Đại Mạc Vực. Với cảnh giới kiếm thuật của ta, chắc có thể tránh thoát nguy hiểm chết chóc, nhưng nếu bị lạc thì rất khó nói. Trước mặt Kỳ Linh là đường hầm vòng xoáy to lớn giống như ống nước. Trong đường hầm hay có các khe nứt không gian lớn, các khe nứt màu trắng xám, có khe nứt lại màu đen thui. Vèo, phi tiệm thần mộc chu bay vào trong đường hầm ống nước to lớn này. Bay trong vòng xoáy không gian có 3 loại khả năng. Loại thứ nhất là bình yên đến cuối đường, tình huống tốt nhất là tới Đại Mạc Vực. Loại thứ hai là bị khe hở không gian đột nhiên xuất hiện mà cắn nuốt, sau này lại bị đưa đến hỗn độn cương vực chưa biết nào đó. Kỳ Linh khá quen thuộc Đại Mạc Vực, vì tam giới đã tích lũy bản đồ sao tỉ mỉ. Kỳ Linh muốn đối phó tâm thần tướng cũng ở Đại Mạc Vực. Nếu đến hỗn độn cương vực chưa biết thì mọi việc phải từ từ lần mò, nhưng kết quả sẽ không quá tệ, ít ra vẫn giữ được mạng sống. Loại thứ ba là bị khe hở không gian đưa đến tuyệt địa, tử địa. Phải tránh những khe hở không gian này thôi. Vèo, phi tiệm thần mộc chu bay nhanh như thanh thần kiếm tinh diệu, nhiều lần né tránh qua các khe hở không gian đột ngột hiện ra. Ầm ầm ầm, một khe hở không gian to lớn lóe ánh sáng tím đột nhiên hiện ra, chớp mắt bao trùm nguyên khu vực lớn. Lùi lại, phi tiệm thần mộc chu nhanh chóng bay ngược vòng ra sau, lại bay lên cao, có thể chớp mắt biến đổi ngàn lần, mạo hiểm còn hơn dùng phi kiếm lao đi. Kỳ Linh tập trung tinh thần để khống chế, hắn có thể khống chế tuyệt đối trong khu vực vạn dặm. Đây là tâm kiếm thiên địa mà hắn đã lấy ngộ. 6 ngày sau, trong một vòng xoáy hỗn độn to lớn, có một chiếc phi chu bay vọt xa. Mặt Kỳ Linh hơi tái, lộ ra vẻ vui mừng. Đi xa rồi, rốt cục cũng xuyên qua, bình an qua rồi. 6 ngày tựa như ác mộng vậy, vì khe hở không gian quá nhanh, có một số rất lớn. Nếu xui thì 4 phương 8 hướng đều có khe hở không gian, không thể tránh được, đành dựa vào vận may. 6 ngày này, có một lần Kỳ Linh bị cuốn vào khe hở không gian. May mắn, khe hở không gian nhanh chóng tan biến. Kỳ Linh chỉ như mảnh treo chuông lại chui vào đường hầm vòng xoáy. Nếu bị lôi ra thì hắn không biết sẽ bị cuốn đến đâu nữa. Đương nhiên, thực lực càng cao thì tự tin vượt qua đường hầm càng lớn. Như Kỳ Linh chỉ bị khe hở không gian cuốn đi một lần,
nắm chắc bình yên đi qua càng lớn hơn nữa. Lúc trước tứ tu đại ma thần bị cuốn đi 9 lần, may mắn cả 9 lần đều dễ dụa thoát khỏi khe hở không gian. Kỳ Linh ở trong phi chu nhìn hỗn độn mênh mông thì thào nói: Đại Mạc Vực, ta đến đây. Có bản đồ sao? Kỳ Linh biết rõ vị trí đầu kia của vòng xoáy không gian, hắn lập tức chạy đến thời không truyền tống trận cách mình gần nhất. Trong hỗn độn rất rộng lớn, nếu bay từ từ thì có ước vạn dặm cũng đừng mơ đi dạo khắp Đại Mạc Vực được. Kỳ Linh vào Đại Mạc Vực tháng thứ 5. À, bên ngoài thế giới hình chứng to lớn có một chiếc phi chu từ giữa hư không bay qua. Kỳ Linh ở trong phi chu từ xa nhìn quả cầu lớn hình chứng, khẽ cảm thán nói: Đây đã là thế giới hỗn độn thứ 9 ta đi qua rồi. Theo như bản đồ sao thì sắp tới Địa Long Tinh, còn phải đi 26 thế giới hỗn độn nữa. Kỳ Linh đang chạy đến hạch tâm thời không truyền tống trận gần nhất là Địa Long Tinh. Trong hỗn độn có rất nhiều sao, gần như không có tên, chỉ có một số ngôi sao đặc biệt là được đặt tên. Kỳ Linh đi qua từng thế giới hỗn độn, ngẫu nhiên có được một số tâm thức quét qua bị tâm thức mạnh mẽ của hắn ngăn lại. Va chạm một lần đã làm đối phương sợ, không dám xem xét lung tung nữa. Thần thể bước nửa bước vào đẳng cấp thế giới thần, dưỡng dục ra tâm thức của Kỳ Linh đặc biệt lợi hại. Kỳ Linh vào Đại Mạc Vực từng gặp thế giới cảnh một lần, dao động hồn phách mạnh mẽ của đại năng giả quét qua làm cho hắn sợ hãi, vội xuyên qua hư không chạy trốn. Tuy thế giới cảnh đại năng bình thường sẽ không rảnh rỗi sinh nông nỗi xuống tay với tổ thần tổ tiên, nhưng Kỳ Linh cảm thấy tốt nhất lên tránh xa thì hơn. Vào Đại Mạc Vực 1 năm 9 tháng, rốt cuộc Kỳ Linh đến một thời không truyền tống trận cách tam giới gần nhất. Chỉ mất 1 năm 9 tháng thì đúng là gần thật. Vì hỗn độn rộng lớn, dù trong Đại Mạc Vực thì một số đại năng ở thế giới hỗn độn hẻo lánh muốn đến thời không truyền tống trận gần nhất thông thường sẽ mất 8 đến 10 năm. Địa Long Tinh rồi. Một chiếc phi chu bay giữa hư không, Kỳ Linh ở trong thuyền từ xa nhìn cảnh tượng rung động lòng người. Hư không phương xa, hỗn độn bị xé sách, 8 ngôi sao cực kỳ rực rỡ tỏa ra từng vòng ánh sáng. Các ngôi sao quay quanh một vì sao ở chính giữa, 8 ngôi sao phụ một ngôi sao chính, 9 ngôi sao hình thành đại trận thời không to lớn, ánh sáng chói mắt hơn thái dương tinh của tam giới rất nhiều. 9 ngôi sao tỏa ra từng vòng sáng, dao động thời không rõ ràng mà mãnh liệt. Bàn về diện tích trận pháp, phòng chừng ngang ngửa với nguyên một tam giới. Kỳ Linh cảm thán nói rằng: Một trận pháp mà lớn như thế này, thật không biết đại năng cổ xưa bày ra đại trận thời không có thực lực gì đây. Theo như ghi chép thì dù là thế giới thần, hỗn độn tiên nhân cũng kém xa lơ xa lắc mới có thực lực luyện chế thời không truyền tống trận. Những thời không truyền tống trận này lưu truyền từ quá khứ vô cùng xa xưa, khó tìm ra được nguồn gốc là ai luyện chế. Đi thôi. Vèo. Phi chu bay nhanh hướng thời không truyền tống trận to lớn hướng tới. Một ngôi sao trung tâm, 9 ngôi sao chính là Địa Long Tinh. Chưa đến Địa Long Tinh đã cảm nhận từng đợt dao động truyền ra là dao động của cường giả. Kỳ Linh thu phi chu nhanh chóng liền đáp xuống. Thu. Địa Long Tinh là ngôi sao lớn bằng Dương Tinh, Thái Âm Tinh, nhưng nguyên ngôi sao đã bị luyện chế trông như pháp bảo cực lớn. Kỳ Linh cảm ứng sơ qua, thật nhiều dao động của cường giả. Kỳ Linh lập tức hóa thành điện xà 9 sừng bay hướng chính giữa Địa Long Tinh bay tới. Vèo. Điện xà 9 sừng cực nhanh, dọc đường gặp một số người tu hành khác, có người mặt mày giống nhân tộc, có người thì bề ngoài khác biệt rất lớn. Bọn họ thấy điện xà 9 sừng bay vụt qua, đặc biệt Kỳ Linh ngang nhiên thả ra hơi thở bá đạo, làm cả đám lộ ra vẻ kiêng dè. Vèo. Kỳ Linh đáp xuống, phía trước là một thời không truyền tống trận loại nhỏ. Tuy thời không truyền tống trận được bài bố to lớn, nhưng trung tâm chỉ có vài trăm dặm. Xung quanh thời không truyền tống trận loại nhỏ này còn có một số kiến trúc, vài tổ thần tổ tiên tọa chấn, nhiều chân thần chân tiên, thiên thần thiên tiên bận rộn bảo vệ thời không truyền tống trận, tích trữ lần sau khởi động thời không truyền tống trận. Một tổ thần mặc áo vàng có một cái đuôi vải xanh ngồi xếp bằng, thân hình vĩ đại. Tổ thần nhìn xuống Kỳ Linh, cảm nhận hắn phát ra khí thế mạnh mẽ nên thái độ tốt chút, mỉm cười hỏi: Người muốn đi đâu? Trên Địa Long Tinh chủ yếu là tổ tiên tổ thần, dù sao các thế giới thần và hỗn độn tiên nhân cao quý biết bao, không đến mức đi làm việc vặt như thế này. Kỳ Linh liền đáp: Thất Thủy Tinh. Thất Thủy Tinh là ngôi sao hạch tâm của thời không truyền tống trận khác. Tìm Thiên Thương Cung quá xa xôi, mục tiêu thứ nhất của Kỳ Linh là đối phó với Tâm Thần Tướng. Tâm Thần Tướng là một trong 9 thần tướng dưới trướng Hắc Liên Thần Đế. Trong tam giới sưu tầm tư liệu, một số dị tộc liên quan Đại Mạc Vực có ghi chép về Hắc Liên Thần Đế rằng Hắc Liên Thần Đế là một vị thần thế giới thần siêu lợi hại.
Dưới tay có 5 thế giới cảnh phụ thuộc, Kiêu Hùng chiếm cứ một phương. Quanh thời không truyền tống trận Thất Thủy Tinh có mấy vị bá chủ như Hắc Liên Thần Đế, Vũ Nham Tinh Chủ, Đông Phục Đế Quân. Hắc Liên Thần Đế chỉ là một bá chủ trong số đó. Tổ thần cật đầu nói: "Đi Thất Thủy Tinh ngư, nếu ngươi đi ngay bây giờ thì có thể kích phát thời không truyền tống trận một lần cho một mình ngươi, cần 120 bình hỗn độn linh dịch. Nếu ngươi chịu chờ, may mắn thì đợi thêm 8 năm sẽ có một lần truyền tống đi Thất Thủy Tinh, khi đó chỉ cần một bình hỗn độn linh dịch mà thôi." "Sao? 8 năm ư?" Kỳ Linh nhẹ gật đầu nói: "Được rồi." Kích phát riêng ngư, quy mô thời không truyền tống trận sánh ngang tam giới, kích phát một lần phải trả cái giá rất lớn. Muốn 120 bình hỗn độn linh dịch là chuyện thường, nhưng các tổ thần tổ tiên không ai xa xỉ như vậy. Dù sao cả gia tài của một tổ thần tổ tiên e rằng không có đủ 120 bình hỗn độn linh dịch. Tổ thần kia gật đầu: "Đúng vậy, 8 năm. Bên kia có bia đá ghi tỉ mỉ về truyền tống." "Ừ." Kỳ Linh đến chỗ bia đá nhìn xem. Bia đá ghi kỹ càng các địa điểm thời gian đi thời không truyền tống trận khác. Kỳ Linh thầm nghĩ: "Tần suất truyền tống đi Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới cao hơn rất nhiều. Hết cách rồi, chỗ này cách Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới quá xa. Phi chu bay từ từ thì ước vạn năm cũng không đến được nơi. Thôi thì chờ 8 năm vậy." Mặc dù có được báu vật của các tổ thần tổ tiên trong thế giới Lao Ngục, Kỳ Linh lục soát được hơn 120 bình hỗn độn linh dịch, nhưng hắn đã để lại tam giới 100 bình cho đám người nữ nhi và Thu Diệp tỷ tỷ. Kỳ Linh có thực lực, hắn tự tin có cách khác kiếm được hỗn độn linh dịch. Vèo, Kỳ Linh nhanh chóng bay đi, chọn một ngọn núi yên lặng xinh đẹp trên Địa Long Tinh, vung tay một cái, một tòa tiên phủ giáng xuống ngọn núi. Kỳ Linh vào trong tiên phủ bắt đầu tĩnh tu chờ đợi. Bên trong tiên phủ, Khuy Thiên Thái Hạo Tháp, Kỳ Linh ngồi xếp bằng tựa như cục đá không chút sự sống. Kỳ Linh đang thi triển Khô Tịch Pháp Môn, trong âm thầm nhờ vào pháp môn để thôi diễn Trích Tinh Thủ. Khô Tịch Pháp Môn cho người tu hành đạt tới trạng thái cực tĩnh, lòng linh mẫn hơn bình thường, minh mẫn phát hiện ảo diệu thần thể tốt hơn, thôi diễn huyền diệu của một số pháp môn suôn sẻ hơn. Như Giác Minh Phật Tổ đã hy sinh bởi vì quanh năm giữ trạng thái khô tịch nên thôi diễn ra pháp môn thần thông không thua gì Phật Tổ Như Lai. Hiện giờ Kỳ Linh đang thôi diễn đệ thất chuyển. 6 chuyển đầu còn có dấu vết lần mò theo, bởi vì không có tinh thần kim thạch, Kỳ Linh tự phân tích Trích Tinh Thủ, thậm chí sáng tạo ra Trích Tinh Thủ đệ lục chuyển. Hắn hy vọng sẽ sáng tạo đệ thất chuyển cao sâu hơn nữa. Thân thể chân thần có thể tu luyện đệ lục chuyển, ta đã là thân thể tổ thần, lẽ ra tu luyện đệ thất chuyển được rồi, nhưng thật khó khăn để thôi diễn ra. Kỳ Linh không ngừng thôi diễn, chỉ tìm được chút ít manh mối. Muốn tu luyện thành đệ thất chuyển, đầu tiên phải nghiên cứu ra pháp môn bùng nổ thần lực càng cao sâu hơn nữa. Thứ hai là rèn luyện đôi tay sánh bằng đạo chi thần binh để phối hợp pháp môn bùng nổ thần lực. Pháp môn cao sâu hơn hay làm bàn tay sánh bằng đạo chi thần binh đều là việc vô cùng khó khăn. Kỳ Linh chìm đắm trong thôi diễn. Năm xưa Tam Thọ đạo nhân là chân thần mà sáng tạo ra đệ lục chuyển, ta làm tổ thần còn có mấy thần thông như kiểu nguyên diệt, hoàn toàn có thể sáng chế ra đệ thất chuyển. Đùng, thần hồn rung nhẹ, Kỳ Linh thôi pháp khô tịch như tảng đá, dần dần có hơi thở của sự sống rào rạt hơn, làn da ửng hồng, mí mắt hé mở. Kỳ Linh đứng dậy. Chớp mắt đã 160 năm đã qua, bên ngoài cũng đã qua 8 năm rồi, ta cũng lên xuất phát thôi. Từ Địa Long Tinh truyền tống đến Thất Thủy Tinh vô cùng xa xôi. Kỳ Linh bước ra thời không truyền tống trận, nhìn đám tu hành giả rời khỏi trận pháp bay đi bốn phương tám hướng, thầm cảm khái. Lời quá rồi, truyền tống một lần đã kiếm được hàng trăm bình hỗn độn linh dịch. Mặc dù khởi động thời không truyền tống trận một lần phải trả giá đôi chút, nhưng ít nhất kiếm lời một nửa. Tốc độ kiếm hỗn độn linh dịch thật dữ dội. Một lần truyền tống một tiên ma phải trả một bình hỗn độn linh dịch. Hèn gì đều là các tổ thần tổ tiên đi qua. Đám chân thần chân tiên chơi không nổi, giá cao ngất ngường, bọn họ chỉ có thể phiêu bạt vài thế giới hỗn độn xung quanh hoặc đi theo tổ thần tổ tiên làm phụ tá. Kỳ Linh cảm khái, thời không truyền tống trận làm thế giới thần hỗn độn tiên nhân cũng phải thèm thuồng, đáng tiếc Đại Mạc Viện kiểm soát quá gắt gao. Nguyên Đại Mạc vực rộng lớn, Đại Mạc Viện là mạnh nhất, thế lực ngang ngửa Thiên Thương Cung. Đại Mạc Viện có địa vị chí cao vô thượng trong Đại Mạc vực. Kỳ Linh đứng trên bầu trời Thất Thủy Tinh nhìn hỗn độn vô tận. Bây giờ ta nên đi đâu đây? Kỳ Linh thầm tính toán. Hắc Liên Thần Đế kiến tạo ra Hắc Liên Hỗn Độn Quốc có 5 đại năng thế giới cảnh làm phụ thuộc, thống lĩnh 53 thế giới hỗn độn.
Đây là tin tức khá cũ được tam giới sưu tập. Kỳ Linh thầm suy tư. Hắc Liên Thần Đế là bá chủ một phương, thế lực tiếp giao có xích mích với hắn chủ yếu là Vụ Nham Tinh Chủ, Đông Phục Đế Quân. Vụ Nham Tinh Chủ có 8 đại năng thế giới cảnh làm phụ thuộc, thống lĩnh 96 thế giới hỗn độn. Còn Đông Phục Đế Quân có 6 đại năng thế giới cảnh làm phụ thuộc, thống lĩnh 61 thế giới hỗn độn. Ta nên đầu nhập vào Vụ Nham Tinh Chủ hay Đông Phục Đế Quân đây? Kỳ Linh chưa bao giờ định ngu ngốc đi giết Tâm Thần Tướng. Đầu tiên phải xác nhận Tâm Thần Tướng có thực sự là Nguyên Lão Nhân không đã. Tiếp theo, dù là thế giới thần cũng sẽ không mù quáng xông vào hang ổ một phương thế lực, đó là tự đi tìm chết. Vụ Nham Tinh Chủ, Đông Phục Đế Quân đều có mâu thuẫn với Hắc Liên Thần Đế. Ta đầu nhập vào một phương, sau này đối địch đánh nhau thì ta sẽ tìm cơ hội giết Tâm Thần Tướng. Hơn nữa, nhờ cậy vào một phương thế lực thì dễ tu luyện hơn. Thiên Thương Cung quá khó tìm, Bắc Hưu Thế Giới Thần có thân phận thế nào đây? Là một thành viên của Thiên Thương Cung, nhưng Bắc Hưu Thế Giới Thần chưa từng nghe về Đại Mạc Vực. Nghe nói Thiên Thương Vực, chỗ của Thiên Thương Cung cách Đại Mạc Vực rất xa xôi, bình thường Thế Giới Thần ít khi qua lại, thậm chí chưa từng nghe nói qua. Khoảng cách xa xôi như thế mà Kỳ Linh chỉ là tổ thần, e rằng trên đường đi tìm thì đã mất mạng rồi. Thành Thế Giới Thần rồi đi tìm cũng không muộn, chỉ cần thời gian 1/10 thế kỷ hỗn độn là đủ cho Kỳ Linh trưởng thành. Vụ Nham Tinh Chủ, Đông Phục Đế Quân, tình báo ta có được đều là cái cũ từ lâu rồi. Có lẽ những thế lực này đã xảy ra biến động lớn. Đi Vụ Nham Tinh cách gần nhất xem sao, sau đó rồi mới quyết định. Kỳ Linh lập tức điều khiển phi tiệm Thần Mộc Chu, về một tiếng liền xuyên qua hư không rời đi. Hơn 6 tháng sau, phi tiệm Thần Mộc Chu ở giữa hư không, phía xa có một ngôi sao xinh đẹp. Kỳ Linh nhìn ngôi sao đó, chắc đó là Vụ Nham Tinh rồi. Theo tình báo thì trên Vụ Nham Tinh có 9 vị đại năng thế giới cảnh, mấy ngàn phi tiệm Thần Mộc Chu cư ngụ, bọn họ thống lĩnh 96 thế giới hỗn độn xung quanh. Vèo, Kỳ Linh bay nhanh đi, có một nửa khu vực Vụ Nham Tinh bao phủ trong bóng sáng mơ hồ, hiển nhiên là trận pháp bao trùm, nửa khu vực kia thì không có trận pháp bao bọc. Kỳ Linh nhìn thấy ngay các hòn đảo trên khu vực biển Vụ Nham Tinh, hắn bay nhanh đến đó. Là chỗ đó. Vèo. Khi Kỳ Linh bay tới gần các hòn đảo thì một bóng người bay khỏi hòn đảo. Đó là một nam nhân giáp xanh toát ra hơi thở của chân thần. Nam nhân giáp xanh cung kính nói: "Kính chào tiền bối, chắc đây là lần đầu tiên tiền bối đến Vụ Nham Tinh chúng ta, có cần vãn bối hướng dẫn không?" Kỳ Linh gật đầu nói: "Được." Kỳ Linh cười hỏi: "Người chuyên ngành tiếp tổ thần, tổ tiên đến đây đúng không? Có nhiều tổ thần tổ tiên đến Vụ Nham Tinh không?" Nam nhân giáp xanh cười đáp: "Vụ Nham Tinh ít có tổ thần tổ tiên từ ngoài đến, vãn bối được lệnh hướng dẫn, ngàn năm qua chỉ mới hướng dẫn được trên 100 vị. Kỳ Linh gật đầu nói: Kỳ Linh biết một số thưởng thức là một ngôi sao trung tâm của một thế lực lớn thường sẽ chừa ra một khu vực làm vùng đất giao dịch, vì các tu hành giả cũng cần mua bảo vật, thần thông, pháp môn, bí thuật, khôi lỗi vân vân, và cả một số nhu cầu đặc biệt nên cần một nơi để giao dịch. Các thiên thần thiên tiên, chân thần chân tiên vì ít có báu vật nên thông thường không được người chuyên nghiệp hướng dẫn. Tổ thần tổ tiên trên Vụ Nham Tinh thì lại quá quen thuộc, không cần hướng dẫn. Giống như Kỳ Linh lần đầu tiên đến, đẳng cấp tổ thần tổ tiên mới được hướng dẫn. Nếu một thế giới thần đến đây, e rằng sẽ làm nguyên Vụ Nham Tinh cảnh giác, có đại năng thế giới cảnh đặc biệt đến tiếp đãi. Vèo vèo. Hai người đáp xuống đường mây rộng rãi thanh thang. Mây mù ngưng tụ thành con đường lơ lửng trên mặt biển, thông hướng các hòn đảo. Nam nhân giáp xanh chỉ hòn đảo to lớn phía xa liền giới thiệu: "Tiền bối có cần vài phụ tá không? Đó là đảo Nô Bộc, bắt nhốt rất nhiều phụ tá, từ thiên thần thiên tiên đến tổ thần tổ tiên đều có cả. Chỉ cần tiền bối trả đủ giá thì có thể mua thứ mình muốn làm nô bộc rồi." Kỳ Linh gật đầu. Tổ thần tổ tiên cũng bị bắt nhốt đem bán, bình thường là các thế lực đối địch đánh nhau rồi xui xẻo mà bị bắt. Kỳ Linh lên tiếng nói: "Tạm thời ta không cần đâu." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 160 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.